Xin chào anh em đang xem và theo dõi kênh của Nguyễn Trung. Tiếp tục test cho cái con Marantz AX1000 này thì Nguyễn Trung sẽ test một bản nhạc Việt, và để xem thêm các sản phẩm khác thì anh em vui lòng truy cập vào website nguyentrungaudio.com, và cái sản phẩm nào còn hiển thị trên website thì sản phẩm đó còn sản phẩm nào mà không còn hiển thị trên website tức là Nguyễn Trung đã bán rồi. Rồi thì bây giờ mời anh em cùng với Nguyễn Trung nghe một bản nhạc nha. Cành hoa tím tím bé xinh xinh bao xuân lòng, rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội chờ đón tết hoa trong ngày, liễu dù mà chi đêm tân xuân hồ hương. Ngàn phía đến lễ đền trời lòng tôi nhớ đến người em. Tôi có người em gái, tôi trong dâng hương mắt nồng đục dồn yêu thương, đôi mắt em nói nhiều tha thiết như giăng. Ôi tình yêu như một sớm mùa thu, khép giữa trời tình ngắn, nàng đi con hải xanh, nàng đi trong dạ sao đành, đừng quên lối cũ ân tình nghĩa xưa. Rồi từ ngày ấy sống xa anh nơi kim tiền, ngục trần gian hãm tâm thân sinh đôi mắt hiền, đời nghèo không lối thoát em tôi đành thôi cúi đầu mà đi. Xuân năm nay đường đêm hoa mai rơi dù nhau nơi phương xa, dần trắng xóa mặt đường một người em gái nhớ người thương. Đường xưa lối ngập ngã vàng, đường nay thong thả bao nàng đón xuân.
lòng anh như giấy trắng thanh tân nếm hoa tàn, thời gian vẫn giữ nét yêu đương nay hoa vàng, dịu lòng đàn dân đường phố sáng anh đèn, một người anh thương nhớ chờ em. Dần trắng xóa mặt đường, một người em gái nhớ người thương. Rồi, cái phần test cho con giải mã Marang AX1000 đến đây thì Nguyễn Trung xin tạm dừng. Và Nguyễn Trung cũng nói luôn đó là con Marang này thì nó có thể chỉnh bass, test độ rộng, độ trễ, nhưng hai bài test của Nguyễn Trung vừa rồi thì Nguyễn Trung luôn để cái mặc định nha, Nguyễn Trung không điều chỉnh gì cả. Còn cái vấn đề chỉnh bass, test là để cho anh em có thể mà tùy theo sở thích của mỗi người riêng thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo.